Chiều ngày 8 tháng 9, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Vnukovo, thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga và đồng chủ trì phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga. Chuyến công du Nga của Chủ tịch Quốc hội diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9, theo lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Liên bang Nga Valentina Ivanovna Masvienko. Đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn và đoàn đề biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Vnukovo, có Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Ivan Melnikov, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi cán bộ Duma Quốc gia Quốc hội Nga, cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đông đảo bà con người Việt Nam tại Nga. Chiều ngày 8 tháng 9, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn đã tới đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tưởng niệm liệt sĩ vô danh ở thủ đô Moscow, Nga. Đoàn đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người bạn lớn của nhân dân Nga. Là một trong 36 tượng đài đặt ở nước ngoài, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Liên bang Nga được khánh thành ngày 18 tháng 5 năm 1990 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của người. Đây là một trong những công trình quy mô nhất và ấn tượng nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nước Nga, là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai dân tộc, hai đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn và đoàn cũng đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh bên bức tường điện Kremlin, nơi tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại năm 1941 đến năm 1945. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều tối ngày 8 tháng 9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã gặp gỡ đội ngũ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga. Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam tại Nga có lịch sử hình thành lâu đời, gắn liền với lịch sử quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay, ngày càng lớn mạnh, có cuộc sống ổn định, địa vị pháp lý và vị trí xã hội được củng cố, luôn hướng về quê hương đất nước. Trong những năm qua, đại sứ quán đã nỗ lực duy trì, củng cố, tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong tình hình mới, hoạt động nghiên cứu được đẩy mạnh Công tác ngoại giao kinh tế được coi trọng. Đại sứ quán đã có nhiều kiến nghị nhằm tăng cường quan hệ hai nước, nhất là về kinh tế, thương mại, triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn gửi đến cán bộ, nhân viên đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Nga lời thăm hỏi thân tình và những tình cảm ấm áp từ quê nhà. Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn cho biết, đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn đánh giá, trong bối cảnh có nhiều khó khăn trở ngại, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, trực tiếp là Đại sứ Đặng Minh Khôi và các cán bộ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, tích cực, nhiệt tình phối hợp với các cơ quan tổ chức chuyến thăm này. Thông tin về tình hình đất nước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ phần đấu đảm bảo tăng trưởng, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, quốc phòng an ninh được đảm bảo, ngoại giao được tăng cường, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được quan tâm, không có vùng cấm. Vị thế của đất nước không ngừng được nâng cao, như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá sâu sắc. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Về hoạt động quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn nêu rõ, Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tính từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm hiện tại, Quốc hội khóa 15 đã thông qua 43 đạo luật, 137 nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 4 pháp lệnh, 45 nghị quyết. Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn đánh giá cao hoạt động của cơ quan đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, trong đó đội ngũ cán bộ, nhân viên đại sứ quán đã vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đại sứ quán đã quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam, động viên bà con ổn định cuộc sống, đảm bảo an toàn, tích cực hỗ trợ cho cộng đồng. Biểu dương tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Nga vốn hoạt động trên nhiều lĩnh vực như học tập, công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh và đã xây dựng được khối đoàn kết thống nhất. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 12 KL TW ngày 12 tháng 8 năm 2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Trong đó, nêu bật tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong công tác chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để đồng bào hướng về quê hương. Thời gian qua, Nhà nước đã ban hành các chính sách mới cũng như sửa đổi, bổ sung một số chính sách để cụ thể hóa đường lối của Đảng về sự quan tâm đối với người Việt Nam ở nước ngoài như Luật căn cước, Luật đất đai sửa đổi, vân vân. Theo đó, Luật căn cước năm 2023 quy định rõ mọi công dân Việt Nam đều được cấp căn cước, không phân biệt là người đó sinh sống trong nước Việt Nam hay định cư ở nước ngoài. Trong Luật Đất đai sửa đổi năm 2024, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được mở rộng quyền sử dụng đất, quy định chính sách đất đai đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam giống như cá nhân trong nước. Những quy định này cho thấy tinh thần đổi mới khi ban hành chính sách, pháp luật bởi điều dành sự quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga phát huy truyền thống dân tộc, tinh thần tương thân tương ái, tuân thủ pháp luật của nước sở tại và hội nhập tích cực, đóng góp cho sự phát triển của nước Nga, đồng thời đóng góp cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Bên cạnh đó, cộng đồng cần giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa của người Việt, tiếp tục đem tâm huyết trí lực của mình để xây dựng quê hương đất nước Việt Nam. Với đội ngũ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn bày tỏ tin tưởng với vị trí ở tuyến đầu mặt trận ngoại giao, nơi đất khách quê người, các cán bộ, nhân viên sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Chuyến thăm chính thức Nga lần này là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn trên cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp, cũng là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam ngay sau khi Nga tổ chức thành công bầu cử Tổng thống và kiện toàn chính phủ. Chuyến thăm diễn ra ngay sau cuộc điện đàm giữa Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ngày 8 tháng 8 vừa qua, cũng như chuyến thăm tới Việt Nam của Tổng thống Putin vào tháng 6. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội 13 của Đảng về độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Bên cạnh mục tiêu thúc đẩy hợp tác về quốc phòng, an ninh, dầu khí năng lượng, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch, thực hiện hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận song phương và đa phương đã ký kết, chuyến thăm nhằm sớm tháo gỡ những vướng mắc lớn trong hợp tác giữa hai nước trên cơ sở cân bằng lợi ích của cả hai phía, tính đến lợi ích tổng thể lâu dài chuyến thăm cũng nhằm làm sâu sắc thực chất hơn nữa quan hệ giữa quốc hội việt nam và quốc hội nga đồng thời khẳng định hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước là kênh hợp tác quan trọng trong tổng thể quan hệ đối ngoại chiến lược việt nam nga